Hello, chào các bác, các anh chị. Thị trường khá là tích cực đúng không các bác, các anh chị? Hiện tại thị trường lại xanh điểm, lại xoay xoay ở 768. Và một số cổ phiếu tăng giá khá là tốt, đó là HAG, HNG. Đây là những gói hàng khá đặc biệt. Thêm vào đó thì góp mặt của một số cổ phiếu ngành ngành bất động sản, các bác các anh chị. Bất động sản cũng có thêm vài cổ phiếu tăng khá tốt như là Đất Xanh, Long Điền, Thủ Đức House. Nhưng mà để nhìn nhận một cách tổng quan về thị trường ngày hôm nay, để lưu lại cái nhật ký giao dịch ngày 23 tháng 6 thì thưa với các bác các anh chị là chúng ta vào cổ phiếu số 8. Vào cổ phiếu số 8 tìm cái hiện tại thì đây, cổ phiếu số 8 thì khối lượng giao dịch, tính theo khối lượng giao dịch thì chờ một chút xíu. Tính theo khối lượng giao dịch thì hiện tại Hoàng Quân là đang tăng trần và giao dịch tới 23 triệu cổ phiếu thưa các bác các anh chị. SHB thì giao dịch 9 triệu, AMD 8 triệu. Con quỷ AMD này không biết là nó có cái gì mà nó giao dịch quá trời quá đất luôn. FLC 7 triệu mấy các bác. Sam Real thì 5 triệu, Hoàng Anh 5 triệu, Biên Hòa 4 triệu, STB 3 triệu. Anh chị các bác các anh chị lưu ý một chút là đây là tổng quan trên toàn thị trường. Tuy vậy thì những dòng cổ phiếu mà gần đây chúng ta quan tâm á thì chúng ta xét riêng ra, đó là cổ phiếu ngành ngân hàng và cổ phiếu ngành chứng khoán. Thì rõ ràng là hiện tại thì cổ phiếu ngành ngân hàng và cổ phiếu ngành chứng khoán thì đang không được tích cực cho lắm. Thực tế là không được tích cực cho lắm. Đây các anh, các bác, các anh chị. Nhìn trên 30 cổ phiếu có trọng số cao nhất thị trường thì hiện tại là Vinamilk giảm điểm, Vietcombank giảm điểm, Sabico tăng điểm, đóng góp cho thị trường 0,3 điểm, và cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho thị trường tại thời điểm bây giờ 1,2 điểm, đó là PLX các bác anh chị. PLX, Sabico, PLX và Novaland đang đóng góp khá là lớn vào cái sắc xanh của thị trường. Tất nhiên thì như 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 tự doanh chứng khoán vừa chia sẻ vừa trao đổi với các bác anh chị thì hiện tại thì những cổ phiếu như Thế Giới Di Động, mà vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Farod, Sabico, Vietjet và PLX là những cổ phiếu mà đóng góp khá là tốt. Hiện tại đang có 13 cổ phiếu tăng trần, 124 cổ phiếu xanh, 69 cổ phiếu tham chiếu và 122 cổ phiếu đỏ, 7 cổ phiếu giảm sàn. Như vậy là trên cả hai thị trường thì trên cả toàn bộ thị trường thì là cả hai góc là phần tăng điểm và phần giảm điểm là gần như tương đương nhau. 122 cổ phiếu giảm điểm, 124 cổ phiếu tăng điểm. Cổ phiếu tăng trần thì có 13, cổ phiếu giảm điểm có 7 và đóng góp lớn nhất là PLX là đóng góp cho thị trường nhiều nhất về số điểm, tức là đóng góp 1,2 điểm. Cổ phiếu lấy đi của thị trường nhiều điểm nhất đó chính là Vinamilk thì lấy đi không nhiều đâu các bác. Lấy đi của thị trường nhiều nhất phải kể đến BIDV các bác. BIDV lấy đi của thị trường 0,2 điểm các bác anh chị. BIDV Masan lấy 0,2 nữa. Và Sacombank lấy đi 0,1. Nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng nó là cổ phiếu số 17, tức là đóng trọng số 17 của thị trường trong tổng số 25 cổ phiếu có trọng số cao. Ok các bác anh chị. Các bác anh chị là vui lòng là liên tục thả tim và chia sẻ hoặc bình luận tới thị trường, tới cái buổi trực tiếp hôm nay. Thì hôm nay thì phần quan trọng nhất của buổi trực tiếp thì chúng ta không muốn bàn về thị trường nữa, với lẽ rằng là hiện tại thì vẫn với quan điểm của đoàn tàu tự doanh chứng khoán là đoàn tàu hiện đang tạm dừng ở Nha Trang để cho các thành viên phi hành của đoàn tàu đi du lịch, đi Bình Ba và đi chơi một số điểm du lịch. Các bác lên tàu ở một số cổ phiếu đặc biệt, tức là theo như kế hoạch trước đó thì một số cổ phiếu đặc biệt nằm trong cái gói hàng
nằm trong cái gói hàng đặc biệt mà tiếp tục hành trình về Hà Nội thì đã được gửi lên máy bay. Và các bác các anh chị đã nhìn thấy gói hàng đặc biệt đó là những cổ phiếu nào? Đã nhìn thấy trên thị trường thì đã nhìn thấy rồi, chúng tôi không nhắc lại nữa. Một số cổ phiếu nằm trong cái dự báo của tự doanh chứng khoán, của lái tàu tự doanh chứng khoán, đó là cổ phiếu ngành ngân hàng và cổ phiếu ngành chứng khoán thì hiện tạm thời dừng lại để tiếp tục với cái việc là tập làm quen với tình hình mới. Nó đóng vai trò giống như là các hành khách ngân hàng chứng khoán đang đi tắm biển ăn uống hải sản tại Nha Trang để lấy sức cho một cái hành trình dài hơi hơn trong giai đoạn sắp tới, trong giai đoạn sắp tới. Trong cái gói hàng mà gửi ra Hà Nội có hai cổ phiếu rất đáng quan tâm mà các bác các anh chị ít để ý tới, là những cổ phiếu cơ bản, đó là Cotecom và Thế Giới Di Động, thưa các bác các anh chị. PLX cũng vậy, PLX cũng vậy, và Sabico hiện tại đang có bốn cổ phiếu cực kỳ quan trọng, đó là Sabico, PLX, Cotecom và Thế Giới Di Động, là những gói hàng đang đi ngược thị trường, mang trọng số cao nhất trong 25 cổ phiếu có trọng số lớn nhất của thị trường. Hôm nay thì tự doanh chứng khoán muốn chia sẻ với các bác các anh chị một vấn đề khác, hoàn toàn khác và độc lập với thị trường. Đó là khi đầu tư thì các bác các anh chị là gọi là cái vấn đề nào là vấn đề quan trọng nhất khi tham gia đầu tư, thưa các bác các anh chị? Thì theo góc nhìn của lái tàu tự doanh chứng khoán cũng như góc nhìn gọi là cá nhân của nhóm chúng tôi, thì chúng tôi cho rằng việc mà khá là đáng quan trọng không phải là câu chuyện là các bác lời được bao nhiêu phần trăm đâu các bác, bao nhiêu phần trăm trong một khoảng thời đoạn đâu, mà cái quan trọng nhất, quan trọng số một, đó là sau một cái khoảng thời gian dài thì các bác giữ và duy trì được mức độ lợi nhuận là bao nhiêu, là bao nhiêu. Giả sử sau 1 năm các bác tổng kết lại, các bác anh chị tổng kết lại xem là mình lời được bao nhiêu, sau 3 năm thì tổng kết lại là được lời được bao nhiêu, tỷ lệ trung bình phần trăm là bao nhiêu, đó mới là điều quan trọng. Không phải là vấn đề quan trọng là trong một khoảng thời đoạn ngắn 1 đến 3 tháng các bác anh chị lời bao nhiêu phần trăm. Điểm đó là điểm khá là đặc biệt quan trọng, nhưng có một điểm quan trọng hơn hết trong quá trình đầu tư mà ít người để ý tới, đó là chúng tôi đặt ngược câu hỏi lại với các bác anh chị, đó là các bác các anh chị đầu tư thì phương châm và phương pháp đầu tư của các bác các anh chị là như nào? Tức là muốn hỏi tới cái chiến lược đầu tư của các bác các anh chị ấy. Thì trong một cuốn sách gần đây tôi có đọc và nghiên cứu lại của nhà xuất bản Alpha Book về cái tác phẩm mà Chiến lược đầu tư chứng khoán á, thì nói khá là hay và chi tiết những vấn đề chiến lược. Đây thưa các bác các anh chị. Nhưng nhiều người sẽ nhầm lẫn giữa cái câu chuyện là chiến lược đầu tư là quan trọng. Đó không hẳn là quan trọng nhất các bác. Quan trọng nhất đó là cái phần là tư duy, cái đạo của các bác anh chị ạ. Tức là các bác anh chị chọn một cái phương pháp nào và có tuân thủ với cái phương pháp đó hay không. Tuân thủ với phương pháp đó hay không. Và cái phương pháp đó thì nó phụ thuộc vào tính tình và cá tính của từng người, từng cá nhân, từng 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 thành viên tham gia thị trường. Giả sử có rất một người là rất rất chi là một 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 bác một anh chị nào đó rất chi là thích cái câu chuyện là không có kiên nhẫn nhiều, muốn giao dịch ngắn hạn thôi, thì cái phương pháp lựa chọn cho cái câu chuyện này nó khác. Với những một người mà tính kiên nhẫn rất là cao thì họ sẽ chọn một cái phương pháp đầu tư nó khác. Nó gọi là cái phải 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 tìm được một cái phương pháp và tuân thủ với cái phương pháp đó. Thì để tìm được cái phương pháp và tuân thủ với phương pháp thì chúng ta cần phải tìm lại chính bản thân mình trước đó đã. Tức là chúng ta thuận thuận tức là gọi là phù hợp với cái phương pháp nào. Bắt một cái người mà cực kỳ là thích cái câu chuyện là nhanh lẹ và muốn kiếm lời và chốt lời nhanh mà đầu tư dài hạn thì gần như là không phù hợp, không đúng. Không đúng bởi vì sao? Người này cứ ôm một vài hôm là cứ muốn là mua mua bán, mà bắt người ta bảo là để đấy để một vài năm sau mới bán cổ phiếu hay là một vài năm sau mới mới xem lại thì họ không chịu được, họ không chịu được. Còn lại bắt một người mà cực kỳ kiên nhẫn, ngày nào cũng phải xem bảng điện để mua bán mà lại bảo là người ta là ui phải mua đi, sáng mua chiều bán, T3 về bán hay T5 về bán hay là giao dịch ngắn hạn là trader, thì người này cũng không phù hợp. Không phù hợp đấy. Nhưng mà có một cái điểm khác tự doanh chứng khoán
cũng muốn chia sẻ riêng với lại các nhóm anh chị em hiện tại đang theo dõi nhóm tự doanh chứng khoán. Đó là một khía cạnh hoàn toàn khác mà theo cá nhân của Thắng, Thắng cảm nhận thấy mà ít anh chị để ý tới khi tham gia đầu tư, đó là chúng ta đem tiền góp cho việc gì, dù là đầu tư ngắn hạn hay đầu tư dài hạn thì cũng phải làm rõ cái câu chuyện đó là góp tiền đầu tư, được dùng từ đầu tư là góp cho chuyện gì, góp cho doanh nghiệp nào và góp cho cái doanh nghiệp nào đó họ kinh doanh, thì cái doanh nghiệp đó họ tạo ra cái gì cho xã hội. Khi họ tạo ra cái gì đó cho xã hội thì mới trở ngược lại thúc đẩy nền kinh tế, thúc đẩy cái sự làm ăn phát triển và thúc đẩy môi trường xã hội phát triển, cộng trở ngược lại mới đem lại lợi ích cho các bác các anh chị. Tôi lấy ví dụ tại sao vừa rồi tôi muốn nói tới bốn cái gói hàng đặc biệt mà đi ngược thị trường, tức là đây là những cổ phiếu nó hoàn toàn phi thị trường, bởi vì bản chất nó đúng như cái thứ mà Thắng và nhóm tự doanh chứng khoán đang muốn chia sẻ với các bác các anh chị, đó chính là những doanh nghiệp này mặc dù có thể về phần lợi nhuận và tăng trưởng lợi nhuận họ chưa đạt được những tiêu chí của các bác các anh chị đề ra theo đầu tư cơ bản, hoặc trong một thời đoạn ngắn không đạt những tiêu chí về phân tích kỹ thuật mà các bác các anh chị mong muốn, nhưng nó đạt được một thứ mà về bản chất sự việc nó đạt được, đó là doanh nghiệp đó đang là những doanh nghiệp gọi là chủ chốt của nền kinh tế, họ tạo ra công ăn việc làm, họ đóng góp vào vào tăng trưởng của nền kinh tế, họ đóng thuế giá trị gia tăng và họ tạo tạo được công ăn việc làm cho xã hội. Tôi lấy ví dụ như doanh nghiệp xây lắp là Cotecom. Tôi lấy ví dụ như những doanh nghiệp mà hiện tại đang buôn bán những sản phẩm hàng ngày các anh các bác các anh chị, ngay cả cái sản phẩm tôi đang trực tiếp đây là cái điện thoại, thì đó là Thế Giới Di Động. Ví dụ như là hồi nãy tôi nói với các bác các anh chị là PLX. PLX là gì? Là hàng ngày các bác các anh chị đi làm ra ngoài cửa là đổ xăng. PLX là đơn vị cung cấp xăng, bán xăng cho các bác các anh chị, chiếm tỷ lệ mà gọi là 85 đến 90% bán xăng cho mọi người trong toàn xã hội Việt Nam. Đó, họ vừa là cái ngành nghề thiết yếu cho cuộc sống, họ phục vụ cuộc sống, họ tạo ra doanh thu, tạo ra lợi nhuận, tạo ra công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển xã hội. Đó là cái thứ mà không không thể là không bàn cãi. Vì vậy, nếu như trong bản lõi mà khi các bác các anh chị tham gia đầu tư, nghĩ về điều đó, muốn đưa tiền của mình vào đó, dù các bác các anh chị có, ví dụ như trong ngắn hạn các bác các anh chị không gọi là chưa được lợi nhuận, mất đi một ít lợi nhuận, thì nó cũng vẫn là cái động lực để thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho con cháu, cho anh chị em, cho gia đình các bác các anh chị. Đó mới là bản chất của sự việc khi chúng ta tham gia đầu tư, chứ không phải là đem tiền của mình góp vào những con bạc, những tay ma, những bọn lừa đảo, những vấn đề A, B, C, E, F trên thị trường này nó phức tạp lắm. Nếu để chia sẻ hết những cái phức tạp của thị trường thì chia sẻ một ngày, một tháng, một năm, hay 10 năm, hay 1.000 cái video của tự doanh chứng khoán ra thì cũng không hết cái sự phức tạp của thị trường. Bởi vì thị trường luôn là biến động, thay đổi. Không những thế, các doanh nghiệp trong xã hội, những trò lừa đảo, những trò ma trên thị trường luôn luôn tồn tại, song hành và chúng ta buộc phải sống chung với nó, không thể thay đổi được. Vì vậy, trong cái điều kiện thị trường hiện tại nó không được tích cực, chúng tôi thấy hiển thị ra rất rõ những cổ phiếu như chúng tôi vừa 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 nói, Cotecom, Thế Giới Di Động, Dược Hậu Giang, hay là ví dụ như là Sabico. Thưa các bác các anh chị, tôi hỏi các bác các anh chị là những người mà đã từng biết uống bia, đã uống bia và đang uống bia, có biết tới doanh nghiệp bia hạt bia Sài Gòn không ạ? Các bác các anh chị thử trả lời đi ạ. Có biết tới bia Sài Gòn không ạ? Có biết tới những cái người mà đã từng cưới hỏi, hay đã từng đeo đồ trang sức, hay đã từng tích lũy tiền bạc, có biết tới vàng bạc, có biết tới vàng không ạ? Và đặc biệt trên sàn thì chỉ có mỗi vàng bạc đá quý Phú Nhuận thôi, chưa có vàng SJC. Vậy thưa các bác anh chị, tại sao những doanh nghiệp này nó lại phi thị trường? Trong những điều kiện thị trường khó khăn thì nó lại phi, tức là nó không bị ảnh hưởng của thị trường, nó vẫn tăng điểm, nó vẫn dịch chuyển một cách bình thường. Tôi là người điều hành, là admin của nhóm tự doanh chứng khoán, tôi nói một cái từ nó văn hoa là một số vấn đề, một số việc
một số gói hàng được chuyển ra trước, nhưng hôm nay tôi giải thích với các bác các anh chị đó là những cổ phiếu luôn luôn dịch chuyển theo phát triển của doanh nghiệp, theo phát triển của nền kinh tế, không phụ thuộc vào bất kỳ cái dịch chuyển khác lạ nào của thị trường, của biến động thị trường, hay phụ thuộc vào tin tức thêu dệt của báo đài, thông tin phương tiện truyền thông. Đó là những doanh nghiệp tạo nên xã hội này. Tạo nên xã hội này để có một ngôi nhà. Nếu như các bác là dân xây dựng sẽ biết đến đơn vị xây lắp là Cotecom, biết tới Hòa Bình. Để có một chai bia để uống, các bác không thể không biết tới bia Sài Gòn. Để có vàng bạc đá quý để mà chúng ta cưới hỏi tiết kiệm tích lũy thì chúng ta nhớ ngay đến vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Đúng không các bác các anh chị? Hàng ngày chúng ta đổ xăng thì chúng ta biết ngay tới BLX. Và nếu đặt thêm một câu hỏi nữa, hỏi xem những trong những mối quan hệ của các bác các anh chị, bạn bè, gia đình, thân hữu gần xa, xem có ai đang làm trong những ngành nghề này không? Tôi đảm bảo với các bác các anh chị, bạn bè anh chị, cô dì chú bác các anh chị chắc chắn có con em đang làm và đang 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 được những ngành nghề, những cái doanh nghiệp vừa rồi tạo ra cho công ăn việc làm, tạo ra thu nhập. Đấy mới là bản ngã của vấn đề. Đấy mới là bản chất của vấn đề. Nhưng ít khi các bác các anh chị đem tiền vào đây và nghĩ đến câu chuyện đó. Tôi là nhóm tự doanh chứng khoán, tôi là admin của nhóm, mong muốn rằng là những cái chia sẻ này sẽ thay đổi cái tư duy trong cái đầu tư của mọi người tham gia thị trường, để rằng chúng ta dù có lướt sóng thì cũng lướt trên những doanh nghiệp họ đang là những cái chìa khóa của nền kinh tế. Dù chúng ta có lướt sóng trader mua bán ngắn hạn cũng nên đầu tư và mua bán trên nền những doanh nghiệp để mà có làm ăn, có đem lại những cái thặng dư cho xã hội, có đàng hoàng và rất là lớn trên thị trường, không ai có thể phủ nhận được. Đừng tự viễn hoặc mình rằng là mình tự tìm được những cái doanh nghiệp mà chưa ai biết tới. Gọi là giống như cuốn sách nào đó đâu viết là cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường. Thưa với các bác các anh chị, cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường đó là thị trường chứng khoán Mỹ. Mà thị trường chứng khoán Mỹ trước thị trường chứng khoán Việt Nam từ 50 tới 70 năm, tức là 70 năm nữa chúng ta mới theo kịp thị trường chứng khoán Mỹ. Và để theo kịp đó thì để đáp ứng những cái chuẩn mực đơn giản nhất là để nâng hạng lên MSCI nâng hạng thị trường từ thị trường chứng khoán gọi là cận biên lên thị trường chứng khoán mới nổi, chúng ta làm còn không nổi, đừng ngồi đó mà đi tìm những cái viễn hoặc về cái câu chuyện là đưa ra những cái doanh nghiệp gì đấy mà gọi là nhỏ chút xíu ấy, gọi là cổ phiếu thường này, nó sẽ đem lại một cái mức sinh lời phi thường. Cả xã hội không quan tâm tới nó, không định lượng nó, một mình các bác tới định lượng, tôi đảm bảo xác suất các bác bị lừa nhiều hơn ai hết. Bởi vì một cổ phiếu ví dụ như tôi lấy ví dụ nãy giờ, hay là những cái doanh nghiệp mà gọi là 10 năm, 20 năm trở lại đây, vì là Vinamilk chẳng hạn, thì cả xã hội, cả cộng đồng, cả các tổ chức, các doanh nghiệp và tất cả mọi người tham gia đầu tư đều công nhận rằng đó là những cổ phiếu tốt và đem lại thặng dư xã hội. Họ có tăng trưởng. Sau này tôi mới bàn tới những vấn đề. Trong những buổi trực tiếp tiếp theo thì chúng tôi sẽ bàn tới một số phương pháp. Nhưng trước khi bàn tới phương pháp, chúng ta nên bàn tới cái đạo, tức là cái tư duy của chúng ta. Không ai dạy cho mọi người hay là không ai hướng dẫn chia sẻ cho các nhà đầu tư một vấn đề cực kỳ then chốt trong năm vấn đề cần quan tâm của thị trường chứng khoán. Chúng ta đều tập trung vào phương pháp nhưng chúng ta quên rằng tôi sử dụng một cái ngôn từ trong 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 nó gọi là trong binh pháp á, tôi chuyển hóa nó thành ngôn từ trong chứng khoán, đó là trong binh pháp thì Tôn Tử có nói rằng là chiến tranh là việc mất còn sống còn của quốc gia, là cái chuyện đại sự liên quan đến lại loại là chết sống, liên quan tới là hưng thịnh và tồn vong, nên không thể không xét tỏ. Thì tôi lấy ví dụ từ cái trường hợp đó để nói về thị trường chứng khoán, thì đầu tư là cái việc liên quan tới 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 vận mệnh của mỗi gia đình, của mỗi cá nhân, nó có thể ảnh hưởng, chưa đến mức là ảnh hưởng tới tới việc sống còn, nhưng nó ảnh hưởng tới việc là mất tiền, được tiền, giàu, nghèo, vinh, nhục của mỗi con người. Bởi vì đem một đồng tiền mồ hôi nước mắt kiếm vào đem vào đây nó sẽ cực kỳ quan trọng, vì vậy nó ảnh hưởng đến 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 mỗi con người, mỗi nhà đầu tư đến như thế. Tại sao chúng ta không xét tỏ? Nhưng để xét tỏ thì phần lớn giới đầu tư trên thị trường chỉ đều cung cấp cho các bác anh chị hai vấn đề quan trọng nhất, đó là công cụ để thực hiện phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật,
phân tích dòng tiền, rồi phân tích cây vẹo gì nữa thì tôi cũng không biết. Nói chung là nó bày cho các bác anh chị rất nhiều thứ để nói, nhưng có hai những thứ này không ai nói tới. Cái đầu tiên trong Tôn Tử binh pháp có nói tới đó là cái đạo. Cái đạo thì trong đầu tư nó là phải là cái mà cái tư duy hành vi của các bác anh chị. Tư duy hành vi của các bác anh chị tham gia thị trường mục đích là như thế nào? Mong muốn lợi nhuận ra làm sao? Tính tình bản chất của mình như thế nào để mình chọn một phương pháp cho nó phù hợp. Và cái thứ nhất, đó là cái thứ nhất. Tôi sẽ có một những cái video nói rõ hơn vấn đề này. Cái thứ hai các bác các anh chị phải để ý tới, đó là thị trường chứng khoán nó có một phần nào đó của sự vận động ngẫu nhiên. Nó giống như trong binh pháp Tôn Tử tôi có nói đến vấn đề chiến tranh ấy, thì đó là liên quan đến là thiên thời. Thiên thời ở đây trong thị trường chứng khoán tôi có thể dần giải nó thành đó là những cái vận động ngẫu nhiên mang tính gọi là phi hệ thống, ví dụ như liên quan tới kinh tế vĩ mô, ví dụ như liên quan đến tình hình thế giới, ví dụ như vấn đề Biển Đông, ví dụ như bắt bớ những vấn đề ngoài khả năng kiểm soát của các anh chị, nó gọi là thiên thời, tức là mang tính phi hệ thống, gọi là những vấn đề mà nó mang mấu chốt là không thể kiểm soát được. Không thể kiểm soát được. Đó chính là trong trong binh pháp thì nói là thiên thời, còn trong đây chúng ta nói rằng là những cái vấn đề phi hệ thống. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề có hệ thống, có hệ thống nhưng chúng ta phải phân tích chi tiết những vấn đề đó mang tính hệ thống nhưng vẫn có tính xác suất. Nó gọi là tại là có người gọi điện nên nó bị ngắt kết nối trong chiến tranh á, thì nó là vấn đề địa lợi. Địa lợi nó liên quan đến là rất rất nhiều các vấn đề mà các bác anh chị không để ý, đó là vấn đề phân tích về 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 tình hình của một quốc gia thì hiện tại là vấn đề chính trị nó như thế nào. Hiện tại quốc gia đấy đang tập trung vào đầu tư vào những ngành gì? Hiện tại quốc gia đấy trong thời đoạn hiện tại đang như thế nào? Đang thúc đẩy nền kinh tế ra làm sao? Đúng không các bác anh chị? Và ngay tại thời điểm hiện tại, ngay bây giờ chúng ta đang tập trung vào ngành nào? Đó là vấn đề địa lợi. Địa tức là đất, tức là những cái thứ hiển thị mà chúng ta mang tính chất gọi tổng quan. Tổng quan. Rồi sau đó chúng ta mới đi đến vấn đề thứ tư. Vấn đề thứ tư là vấn đề gì các bác anh chị? Có ba vấn đề trên cực kỳ quan trọng và họ nó xếp là vị trí thứ 1, số 2, số 3 trong chiến tranh, trong các cái vấn đề liên quan đến binh pháp thì trong chứng khoán nó cũng vậy. Những vấn đề đó quan trọng nhưng không ai nói. Nói để gì? Nói nếu mà nói ra thì cái vấn đề là cái cuối cùng mới là vấn đề thứ năm, đó là vấn đề là 36 kế. 36 kế tức là phương pháp làm sao để vận dụng thực tế để kiếm được tiền. Thì ở đây trên chứng khoán nó gọi là các phương pháp phân tích cơ bản này, kỹ thuật này, vân vân. Thì những cái đó chưa bàn tới đâu. Cái đó chỉ là phần gọi là một phần nhỏ trong những cái vấn đề mà chúng tôi muốn nói tới. Và trong cái 36 kế đấy thì ở như thị trường chứng khoán thì có gồm có là nào là phương cái phân tích đã rồi nhưng nó sẽ quy ra thành những cái phương pháp, ví dụ như là trong một số sách có viết hoặc là thực tế ứng dụng trên đầu tư tôi cũng có biết, đó là đầu tư theo phương pháp trường phái tăng trưởng này, đầu tư theo phân tích kỹ thuật này, đầu tư theo phân tích cơ bản này, đầu tư giá trị theo Warren Buffett này, rồi nào là đầu tư theo đà tăng trưởng này, rồi nói chung là hà sa số các phương pháp, nhiều phương pháp lắm. Phải sẽ làm rõ những phương pháp đấy, nhưng mà trước khi làm rõ các phương pháp thì là phải làm rõ những cái điều quan trọng, quan trọng, quan trọng, trọng yếu. Ok, hôm nay thì tự do chứng khoán xin được chia sẻ với các bác các anh chị đến đây thôi. Hiện tại đang có 90, 100 các bác các anh chị đang cùng xem và theo dõi tự do chứng khoán trực tiếp thì vui lòng mỗi người xin để lại một gọi là xin thả một trái tim. Chia sẻ cái này, nếu hôm nay mà được 20 chia sẻ, hôm qua thì 15 chia sẻ, hôm nay được 20 chia sẻ thì sẽ có video tiếp theo chia sẻ với các bác anh chị nhiều vấn đề hay hơn, tích cực hơn, hiện hữu hơn, cho các bác anh chị những cái kiến thức mà có thể là sẽ đọc sách thì cũng có thôi, hoặc là có thể thực bỏ tiền ra đốt trên thị trường thì cũng có thôi, nhưng nó lâu thì các bác anh chị vui lòng là chia sẻ ở bất kỳ các zoom chứng khoán nào. Bình luận, để lại bình luận đủ đủ 20 chia sẻ thì chúng tôi sẽ ra video mới. Nếu các video của chúng tôi ra mà đạt 20
Chúng tôi sẽ nâng dần 15, 20, 25, 30 thì những video mới sẽ ra, bởi vì được mọi người động viên, được mọi người khích lệ, được mọi người thả tim để lại like thì chúng tôi mới tiếp tục có động lực để ra video mới. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ dừng lại và xem xét xem là những câu chuyện chúng tôi nói thực sự có cuốn hút các bác các anh chị không. Chào, hẹn gặp lại các bác các anh chị trong một cái video tiếp theo. Thân ái chào, chúc cả nhà một cái kỳ nghỉ lễ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Chúc tất cả mọi người đầu tư thành công, thắng lợi. Xin chào, xin cảm ơn.